Rồi chào anh em, động cơ 2 thì rồi là chào anh em động cơ 4 thì. Xe đã hoàn tất. À, đấy. Rồi thôi cầm nó chuẩn bị lấy xe đi ăn bún bắt chân đi ăn không. Lấy. Em không em không? Cái này là cái của nó là nồi chuông ba lá thì nó đỡ bung, còn này nó bung nhạy quá đâm ra lên ga nó gõ này. Đi ngay đây thôi, đi xa gì. Mướn, biết con đâu. Kéo lấy cái tô vít. Tô vít vàng. Lấy tô vít vàng để cho ga to thì tí. Anh cầm điện thoại đi em lấy. Đấy. Con đi nẻ ra. Tô vít anh cắm nhỏ nhỏ. Thẳng. Ga. Công tắc. Thắng đĩa đàng hoàng nha. Đấy. Này phải treo cái này thôi tại vì có hai cái chân ốc ở đây thôi. Hôm nào mai mốt thiết kế thêm một cái bát đây nữa để cho nó giữ cái máy cho nó cứng. Một cái bát ở đây nữa để vặn hai con này. Để mình cho cái to thì. Rồi cầm ra. Muốn đi đây, bè đập vào mặt. Xe ghê mơn, đi nếp ra kia. Cái gì băng bụi vào mắt rồi. Kết thúc rồi.